Chào các bạn nha. Nay anh em mình làm một món mới đối bánh tráng nha các bạn. Ếch chiên xù, cá lóc chiên giòn với một ít tàu hũ chiên chút mình gói bánh tráng cho ngon nha mọi người. Bắt đầu mình bắt chảo nóng lên, mình đổ dầu nha các bạn. Chảo mình nóng, mình đổ dầu vô, mình chiên cá. Rồi có hai can dầu thôi, nhiêu được rồi, từ cả cứ mà hết can luôn. Chưa có nóng dầu đâu. Rau được không? Rau đi mà hả? Đợi dầu nóng sôi mình bỏ cá cho mình chiên nha mọi người. Tàu hũ mình mua thì mình xắt ra nhỏ nhỏ vậy nè, vừa gói ngon mọi người. Rồi dầu sôi nha anh em mình, bỏ cá cho chiên nha các bạn. Ôi, chẳng hơi nhỏ à. Xong rồi. Rồi, để gì đi, để nằm đi, lấy thẳng. Đấy. Rồi mình bắt đầu mình chiên hết luôn các bạn. Nó bả vô tấm chiên. Nó bả vô tấm tiền. Hết này hôm ba giờ ông đi xiềng rồi ba. Qua thấy gì cái mình bắt mình chiên giòn luôn nha các bạn. Ba tấm tiền lát luôn. Rồi. Mình ở đây gì nào nó giòn mình chả về. Cái gì mà? Cá lóc với ếch vàng nha mọi người. Vàng mình vớt ra mình chiên tàu hũ với bắt đầu mình làm nước chấm nè mọi người. Mình làm nước chấm đó là mình thưởng thức thôi. Đây bắt đầu làm nước chấm nha các bạn. Mình tỏi ớt. Bạn nào ăn ớt nhiều thì bỏ ớt nhiều. Mình đâm ra còn chút cái mình đâm ra chút cho mình đổ nước mắm vô á, cái bên đầu mình bỏ đường bột ngọt vô rồi mình quậy lên là mình ăn mọi người. Tại hôm nay trời mưa các bạn. Trời mưa rồi anh em mình làm trong nhà luôn bạn ơi. Mà với phòng bữa nay mình qua bên nhà vợ mình chơi rồi xong mình làm bên đây luôn các bạn. Mưa lớn lắm các bạn. Mấy ngày nay mưa bão các bạn. Mình đâm hơi thiệt nhừ cái đầu cái mình cho nước mắm vào đường vào. Rồi, ăn thích đường đó các bạn. Bắt đầu của mình cho đường với nước mắm vào các bạn. Đủ rồi. Nằm cho thêm cái miếng cay ăn nó đã các bạn. Vị nó mới ngon. Nhân nước mắm nó nước mắm nó đậm đà. Cái này còn một món còn một thứ nữa ngon đó các bạn. Đổ nước mắm vào rồi ha. Mình bắt đầu mình cho chanh nữa các bạn. Đây chanh nữa các bạn. Mình ăn chanh vào nha các bạn. Rồi. Đồ ơi chạy luôn. Đường với bột ngọt vào. Nhìn ngon không bạn?
bạn nào thích ăn ngọt thì bạn ràng bỏ đường nhiều tí, mình sang thích ăn vừa thôi. Rồi bắt đầu mình khuấy đều lên các bạn. Đấy. Đây. Không cưỡng được tôi các bạn ơi. Đây nè các bạn, anh em mình chiên đậu hũ các bạn, chiên đậu hũ cho vàng. Và nãy quên giới thiệu các bạn đó, vợ mình ở nhà nó mua sẵn tay heo nữa các bạn. Tay heo luộc rồi, chút xíu này mình xắt ra gói bánh tráng ăn chung với ớt chiên giòn với cá chiên giòn à, nhí nhí các bạn. Rồi, mời các bạn cùng chuẩn bị thưởng thức với anh em mình nha. Rồi các bạn, mình đã hoàn thành món. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha các bạn. Bắt tay vào các bạn ơi. Rồi mình sẽ gói bánh tráng nha các bạn. Rồi. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Mình thử có mình thích ăn bắp luôn các bạn ơi. Đây tàu hũ của này bạn. Đây miếng tai heo này bạn. Thêm mít gao nữa nha các bạn. Mà không thể thiếu đó là cá lóc chiên giòn. Thích nè các bạn, ngon mà. Giòn lắm bạn ơi. Thích bún nữa nha bạn. Rồi, bắt đầu mình cuốn thôi bạn ơi. Chén nước chấm mình hả bạn? Mình mở các bạn nha. Ngon mấy bạn. Mở các bạn nha. Ngon lắm bạn ơi. Này mình có cuốn bự mà nó mới đã các bạn. Mời bạn con ếch nha. Ếch chiên giòn lắm bạn. Mời bạn nghe thử này giòn lắm bạn. Giòn như bánh tráng rồi. Ngon. Tuyệt vời lắm bạn. Các bạn thông cảm nha, nay mưa anh em mình không quay dưới cái chỗ bữa hổm anh em quay được các bạn ơi. Anh em ở trong nhà. Mời các bạn nha. Mình sẽ gói một cuốn luôn nha bạn. Ngon lắm mấy bạn. Này mình không ăn leo, mình thử cách á.
tay heo nha, đồ hũ nha. Một ít gạo, ít cải xà lách, cuốn thôi bạn. Rồi mình mời mấy bạn nha. Ấy da, loại kia thật chúng mày. Rồi mời bạn ăn với mình nha. Bạn thấy ngon hết mà. Rồi mời bạn nha. Không gì có thể diễn tả được bạn, rất là ngon và tuyệt vời đó. Mấy bạn uống nước nha. Mời bạn nha. Tuyệt vời lắm các bạn. Cái nước chấm mình cũng ngon lắm các bạn. Cái nước chấm cái ngon. Nên nói chung là người miền Tây hay miền Trung hay miền Nam miền Bắc gì đấy bạn, cái món ăn mà ngon nhất á là đối với các tỉnh các miền á là không bao giờ mà thiếu được nước chấm. Người miền Nam hay người miền Bắc miền Trung thì đều rất thích dùng đồ ăn với nước chấm các bạn. Muốn ăn muốn ngon á là nước chấm mình phải ngon. Mời bạn nghe nữa nha. Tuyệt vời lắm nha bạn. Này mấy cơ hủ chiên rất là giòn nha bạn. Nói chung là ớt với cá với cơ hủ mình chiên giòn lắm bạn. Ủa quá thơm. Nhưng mà có miếng thịt cá này bạn. Ngon không? Mời bạn nha. Rất là giòn nha bạn. Mời bạn ơi. Mời bạn. Camera mình nó chảy nước miếng cho các bạn ạ. Mình mở camera miếng nha. Nè, camera mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Hôm nay mình mua nhiều lắm bạn, vợ mình mua tay heo nhiều lắm bạn, mua tới hai lỗ tay heo đó bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha bạn, mong các bạn đăng ký kênh xem và đăng ký kênh và like cho anh em mình một bạn anh em một động lực để mình làm thêm nhiều video hay cho các bạn xem các bạn. Bye, chào bạn.